Vì lúc trước thì là xài nước sông, nhưng mà do ảnh hưởng mấy cái xí nghiệp đổ trong này nó thả chất thải ở đó thì cá chết rồi này kia cái nọ, rồi nó ô nhiễm môi trường, nó không sạch. Rồi với lại cái thứ hai là nữa là súc vật rồi chết đó, rồi rác rơi vứt bừa bãi, thì từ đó thì không xài nữa, thì vô nước máy thì xài. Rồi thấy nguồn nước sông thì nó cũng ảnh hưởng quá à, rồi thôi thì vô nước máy thì xài. Nói chung ở dưới sông thì thấy bây giờ không xài nhưng mà cũng gặp nhiều vấn đề, nó cũng không có được mà sạch, nó ô nhiễm quá. Thì lâu lâu là cái tháng chín hai á, thì ở trong mấy xí nghiệp xả ra nó đen kịnh luôn, mà cá nó nổi này kia dơ quá. Thì nói chung giờ không xài thiệt, nhưng mà thấy cái nguồn nước nó cũng không có mấy gì được sạch, không thoải mái gì cho mấy. Nếu mà nói về cái nguồn nước mà đặc biệt về phụ nữ á, thì nó rất có hại cho cái phụ nữ của mình, là cái chuyện là vệ sinh. Nó cái đó là nó vô cùng là ảnh hưởng tới là vệ sinh, vấn đề cho em phụ nữ. Nhưng mà những người có nước máy thì nó rất là đỡ, còn những người không á, người ta nói chung là tắm rửa là một hai là đi làm ruộng làm đồng, cái đó là nó rất thiệt thòi cho những chị em phụ nữ. Thì giờ nếu mà người ta không có khả năng người ta xài nước máy thì cái đó thì mình cũng phải chịu rồi. Nhưng mà nhìn thấy so ra như vậy thì cũng động viên, nhưng mà nhiều khi những người ở trong hẻm thì nước người ta không có kéo tới để cho mà những cái hộ đó để xài đó, rồi buộc lòng người ta phải là chịu xài nước sông. Thì đó do ảnh hưởng nhất là về vấn đề là về cái bệnh phụ khoa như chị em phụ nữ. Thì lần này cũng là những người mình gia trò phụ nữ mình cũng phiên, nhưng mà bây giờ vô thì nó cả triệu mấy, 2 triệu bạc, nếu xa quá 3-4 triệu thì người ta đâu có nước máy để xài. Cái đó là rất tội nghiệp, là rất thiệt thòi. Nước sông á thì ở đây thì nó cũng bây giờ thì nói chung nó mình cũng sợ nó bẩn, sợ thuốc sâu á. Mình nhờ được sông lớn thì nó cũng chưa ảnh hưởng gì. Còn về nước khoan đó thì ở đây hiện tại bây giờ xài vô gia đình đó thì là tắm với giặt cái ấy thôi, chứ bây giờ chưa nấu được, bị nấu cái nó bị đen cái nồi á, nấu lên cái bị đen chứ luộc rau là nó ngã màu. Heavy local rain also at the same time. And at the moment, the city is growing very fast. Population, the heart of the industrial and services, so the population growing, so the water demand for the city is increasing. Thực ra thì hiện tại bây giờ là thành phố Cần Thơ mình có thực hiện 2 cái quy hoạch, là quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ giai đoạn đến 2030, và cái quy hoạch thoát nước, cấp nước và thoát nước cũng đến 2030. Thì vấn đề hiện tại bây giờ là làm sao là cấp nước, thì vấn đề cấp nước thì tương đối ổn, do nguồn nước hiện nay là của mình vẫn đảm bảo được cái lượng cung. Tuy nhiên còn cái việc xử lý nước thải từ các cái hộ sinh hoạt của hộ dân á, thì cái đó thì mình chưa thu gom được cũng như là chưa xử lý được, thì hầu như họ thải ra ngoài và đi ra sông, thì đó là những cái nguồn mà gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay mà mình chưa, thành phố cũng chưa có cái giải pháp nào để xử lý. Về cái nguồn nước thì có thể thấy là cái nguồn nước ở sông Mekong, ở của đồng bằng sông Cửu Long á, thì nó lại khá là tách biệt đối với cái phần còn lại của Việt Nam. Có nghĩa là đồng bằng sông Cửu Long thì chịu chế độ nước ảnh hưởng rất là nặng, rất là lớn, chủ yếu là phụ thuộc vào cái lưu vực sông Mekong chứ không phải là phụ thuộc vào Việt Nam. 90% lượng nước của đồng bằng sông Cửu Long là đến từ nước ngoài, từ ngoài biên giới. Thành ra là cái chuyện mà chúng tôi để ứng phó tốt với biến đổi khí hậu với nguồn nước đó, thì chúng tôi phải dựa vào các số liệu tại chỗ và đồng thời là phải dựa vào các cái số liệu của thượng nguồn. Tuy nhiên ở đây thì nó ngoài cái chuyện phụ thuộc vào thượng nguồn thì chúng tôi còn bị những cái ảnh hưởng khác, thí dụ như về thời tiết.
thì trong điều kiện bình thường thì cái đồng bằng sông Cửu Long nó luôn luôn có một cái thời kỳ khô hạn vào đầu năm và một thời kỳ nước nổi vào cuối năm, thì đó là bình thường. Tuy nhiên gần đây á, thì như năm nay thì chúng ta thấy là tình hình khô hạn rất là dữ dội, rồi cái lũ lụt thì cũng đôi khi là nó lại cũng khá là nặng nề, đặc biệt là cái mực nước của sông Cần Thơ đó thì luôn dâng cao, cứ từ năm 2000 tới bây giờ thì cứ năm sau là dâng cái đỉnh của nước của năm đó thì năm sau là cao hơn năm trước. Thì hiện nay là chúng tôi đang nhắm tới hai cái hướng giải quyết. Hướng giải quyết thứ nhất đó là làm những cái hệ thống gọi là mở rộng dòng sông, công trình để mở rộng dòng sông, để khi có lũ về mà đạt một cái độ cao nhất định nào đó, thí dụ như là 3 mét thì chúng tôi sẽ đóng toàn bộ các cái cổng dẫn nước từ sông Hậu hoặc là sông Tiền vào trong nội đồng để gom nước lại và cho nó chảy ra cái vùng biển. Còn một cái loại công trình thứ hai là làm những cái kênh phân lũ để cũng trong trường hợp là nước cao trên 3 mét thì cái lượng nước đó sẽ được dẫn đi và đổ về những cái vùng cần thiết ra hoặc là thoát ra bờ biển. On of these trees is to protect the soil. This is the first layer. We make the first layer, only one first layer, when the bank not very strong erosion. I think the reason play an important role in the water water management in the Cần Thơ city, because as you know, in the past we have know the general view of this issue, because as you know, if we want to make any solution on the policy relating to the water management, we need consider a lot of the aspect. And in the district research, we build the model, and the model as you know the model will evaluate effectiveness of the every solution relating to the water resources. So the reason of the project will help the policy maker or help the government have the appropriate solution relating to the policy strategy or planning for the city in the future. Theo cái bản thân tôi thì tôi thấy rằng đối với cái dự án này, sau khi cái quá trình tham gia thì có thứ nhất là nó hỗ trợ cho cái vấn đề là giúp cho đào tạo, tăng cái kiến thức của những cái thành viên tham gia, rồi đồng thời mình cũng học hỏi lẫn nhau trong các kiến thức đó, rồi từ đó xây dựng nên được những cái khung quyết định tích hợp cho cái vấn đề sử dụng nguồn nước tốt. Và đây cũng là một cái nền tảng cơ sở để từ đó mình sử dụng các cái số liệu này, ngoài vấn đề hỗ trợ cho thành phố Cần Thơ cũng giúp cho vấn đề đào tạo của trường đại học Cần Thơ về lĩnh vực quản lý nước trong cái điều kiện biến đổi khí hậu, và đồng thời cũng có thể sử dụng các mô hình này để mình sử dụng cho các cái tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long để chịu tác động của biến đổi khí hậu. Thì đây là những cái bài học có thể học được từ cái dự án. The Cần Thơ city is now preparing for an big investment for the improve of the resilience of the city to climate change in Cần Thơ. So there are some room for us to introduce our work and hope that they can use it for their decision making.